Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Báo Vietnamnet đưa tin, sáng ngày 23 tháng 10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, với sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm. Cử tri và nhân dân tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin với Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, trăn trở về tình trạng tham nhũng tiêu cực ngày một tinh vi hơn. Vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, thậm chí tham nhũng tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm và kịch liệt lên án tội phạm có tính chất khủng bố xảy ra ở huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời mong muốn nhà nước xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu và có chính sách khoan hồng đối với những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin. Cử tri và nhân dân bàng hoàng, đau xót, chia sẻ với mất mát lớn lao của gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc bắt cóc, bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm lừa đảo, cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, tổ chức cá độ trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Cử tri và nhân dân đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an ninh mạng. Cử tri và nhân dân còn bức xúc với tình trạng quy hoạch treo, dự án đầu tư dở dang, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Cụ thể, dự án mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh, một số dự án khu đô thị hàng chục năm chưa hoàn thành đầu tư, hoặc một số nơi thiếu đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi, nhưng ở đó dự án đầu tư được cấp đất lại không đầu tư. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo một số nội dung. Kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong quản lý và thi hành công vụ, công khai danh tính, địa chỉ để nhân dân giám sát, Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống. Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, thông tin từ báo Người Lao Động. Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 92 bị can với nhiều hành vi khác nhau liên quan đến vụ khủng bố tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tình hình tội phạm được kiềm chế, không để phát sinh những phức tạp lớn, trật tự an toàn xã hội từng bước có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Đối với công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối với các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 92 bị can về nhiều hành vi liên quan đến vụ khủng bố tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk và tổ chức rút kinh nghiệm không để xảy ra các vụ việc tương tự. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, công tác phát hiện, điều tra án kinh tế, tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, có dấu ấn lan tỏa, cảnh tỉnh, răn đe. Trong đó, hành vi tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực đã được phát hiện, điều tra xử lý nghiêm với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Điển hình là vụ tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty Việt Á, công ty AIC. Số liệu cho thấy từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 đã phát hiện 5.715 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, nhiều hơn 11,69%, 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, nhiều hơn 51,63% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ nhận hối lộ cũng tăng rất cao so với năm 2022. Chính phủ nhận định, tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu còn diễn ra phức tạp. Nổi lên là các hành vi tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, đào tạo sát hạch lái xe, khai thác tài nguyên khoáng sản gây bức xúc dư luận. Vi phạm quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá với thủ đoạn thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu với đơn vị thẩm định.
nhằm tham nhũng trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước cũng nổi lên. Cạnh đó là vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, có sự câu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng. Tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương. Cùng thời điểm, Bộ Công an phát đi thông báo đề nghị người dân huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã của huyện Cư Quyên chỉ đạo trực tiếp 100% quân số, người dân tạm thời không ra khỏi nhà. Nhà chức trách cũng phát đi lời kêu gọi quần chúng nhân dân, nếu phát hiện ra đối tượng lạ mặt, tình nghi thì báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng công an gần nhất. Các gia đình có con em, người thân vi phạm tích cực vận động, động viên cho họ ra đầu thú, thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng. Ghi nhận của báo Vietnamnet, xuyên suốt quá trình 5 ngày vây bắt nhóm khủng bố, những người đàn ông Tây Nguyên đã mang theo xe máy, công cụ lao động hàng ngày, bủa ra các ngã đường, theo chân cảnh sát để hỗ trợ truy tìm, bắt giữ các đối tượng. Những người phụ nữ ở lại buôn làng, người lấy rau, vo gạo, nấu những suất cơm tình nghĩa tiếp tế cho các chiến sĩ phá án. Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên kể lại, họ báo tin cho chúng tôi những dấu vết của nhóm tội phạm, họ dùng xe máy chở anh em chiến sĩ để tới nhanh hơn nơi có kẻ gây án đang ẩn nấp. Tình cảm của bà con, buôn làng khiến chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, khiến kẻ khủng bố nhìn thấy cũng chùn chân. Từ thắng lợi này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 90 bị can về những tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm và môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Theo thông tin từ báo Tin tức, ngày 1 tháng 7, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã 5 bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk. Các bị can bị truy nã đều trú tại tỉnh Đắk Lắk gồm Y Trụ Nghê, sinh năm 1968, Buôn Cang, xã Ea Canuyết, huyện Krông Bắc. Y Khinh Liên, sinh năm 1992, Buôn Tra, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông. Nay Tam, sinh năm 1974, Buôn A Trơn Điếc, xã Cư Pơn. Nay Yên, sinh năm 1970, Buôn Ea Clot, xã Cư Pơn. Và Nay Dương, sinh năm 1968, Buôn Ea Clot, xã Cư Pơn, cùng ở huyện Krông Búc. Trước đó, các đối tượng trên đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các bị can đã trốn từ ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo các quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Từ An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 133. Liên quan đến vụ việc, vào rạng sáng 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người chết, 2 người bị thương. Bộ Công an đánh giá, đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, bất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo, tấn công khủng bố. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật ở nhiều khung giờ trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.